món này. Hôm nay chị em cúng rồi, lần này có mọi người đông. Đây rồi, bận quá không có đi đâu, ta lâu quá rồi, lại xong rồi là người ta. Xong rồi này, xong đó. Các bạn tỉnh thất yên cát nha, Giáo hội Phật giáo Việt Nam yên cát tỉnh thất xã Hòa Phú. Ôi xin chào thầy nha, xin quay phim nha ông thầy. Dạ, quay tự nhiên. Dạ, dạ, dì Mỹ Đốc Nhan thấy tôi luôn đi, tôi mất quay phim nè. Không không, để con thấp rồi chút. Cũng hạ thấp hao. Tới thấp Phật trước đi. Muốn con thấp hết là sao cô? Dạ dạ mình hết đây. Dạ. Phút đó. Thấp hết á, giờ phải đây mà dạ cho con. Mình một cây được tôi muốn thấp bằng cây rồi. Giờ mỗi người cứ 17 cây. 17 cây. Vậy gì giá gì thấp gì giá tôi luôn. À, tôi 17 nữa. Mấy người cái mấy cây mình tưởng niệm mình tới Mỹ đại diện đi, do gì Mỹ đại diện đi. Con thắp đi rồi, cháu nó là con trong gia đình nó thắp nữa. Dạ. Không sao đâu, sợ ngọt hơi gia đình mình bệnh thôi chứ còn tôi cũng không sao. Rộng rãi. Quên lên hả? Dạ. Cái này quên ghé hàng sách. Dạ. Còn thăm. Hả? Qua cái chỗ ổn ở hello chút xíu nữa. Hello, hello đây nè, mấy đứa cháu mới lại đây. Cháu mới lại đây. Ủa không có chồng đi hả con? Dạ chồng con đi công hả? Chồng con lấy công việc. Giúp tay nữa rồi, giúp tay nữa rồi. Biết ai không? Biết ai không? Biết ai không? Chị lại. Biết ai không? Chị lại. Ông gì? Ông gì? Ông Tám. Ông Tám. Ừ rồi, ông Tám. Chánh
đâu không thấy nè. Hình nhỏ xíu rồi hả? Nửa mười phút. Sao không để gọi cái hình bự để đây nè? Biết rồi, thấy hình đó rồi. Nhưng mà nó không có gọi cái hình bự để ở đây. Về gọi cái hình bự như khuôn gì đó để đó. Không, khuôn đó là khuôn của người đây, chứ không phải là người gửi. Dạ, là giống như là người lạc. Cô đơn Phật Đà Nha Tôn. Cái hình bự em không có. Cái hình bự nhà mẹ có hả? Mà có điều tại mình nhưng mà ở nhà cũng vẫn cướp thì là chỉ cũng vẫn đốt nhang thờ phải không? Young boy.